Cứu đen thôi. Lỗ hả? Quậy quậy giờ. Này cái lỗ mũi hơi bự nha Phương. Xui ghê. Ê, dạ. Mọi người ơi, mọi người đừng có đăng ký kênh của Toàn Vlog nữa. Nó chơi lỗ mũi bự quá à mọi người. Cái đó là cái duyên của anh em. Ủa anh Hưng rồi. Ơi bây giờ bắt đầu đây em ruột nha. Em ruột hả? Rồi em ruột của Phương đó nha mọi người nha. Em cùng cha khác ông nội đó. Nó Toàn Vlog bệnh viện đó. Nó chứ hello mọi người nha. Thái 22 như thường lệ. Vâng và lời nói đầu tiên xin cho BDS phụ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Kiên và kênh YouTube của Toàn Vlog. Em ruột đó nha mọi người nha. Em ruột đó. Cái vừa lòng mày. Ý tả này xin xà mai gia ha. Đó chứ hôm nay là chủ nhật, được rất là nhiều anh chị em xa gần ủng hộ thì hôm nay quán Lan Quế Phường rất là sáng sủa nha mọi người nha. Thì mọi người hãy cùng đi theo chân em đi tham quan một vòng phố đi bộ. Ôi lộn, quên, đi tham quan một vòng mà Lan Quế Phường để xem những vị khách dễ thương, vui vẻ hằng móc cái gì vậy ông nội? Mày móc kẹp, cái gì vậy? Kẹp cái mít vô. Cái mít nào đây? Rồi đó, cảm ơn mọi người đã thương yêu bụng. Quẹo phải luôn đi em ơi, vui vẻ nè. Hey, quay. Đó hôm nay có tiết mục nuốt miệng chai, ngay cho nước suối, bỏ cái viên chiên vô lỗ mũi nha mọi người nha. Thì bắt đầu là 9 giờ rưỡi mới xếp cho mọi người. Đúng rồi mọi người. Đó, quay, mọi người ăn xếp khỉ đó. Không có vui vậy đó nha mọi người, xếp khỉ đó là làm con khỉ. Ủa mà chất đâu? Về rồi. Sớm vậy? Bữa nay hết sớm. Rồi rồi, đó cho mọi người nghỉ đây đó. Bỏ bạn, chơi mà chơi bỏ bạn. Thì bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng để coi những sự khác. Ủa sao mới nói có đó thầy? Em mới nghe có nha. Trời ơi, hơi chết rồi, hello. Chuẩn bị lên sóng nha mọi người. Ai chụp hình, lấy liền không hay là mai lấy? Lấy liền không hay? Quẹo giùm em luôn đi ông xã. Quẹo phải giùm em luôn đi anh, đúng rồi, Hugo đi nè. Ý là anh chụp sao, anh chụp kiểu bạn bè hay là cô dâu chú rể hôn rồi hay là thoải mái anh à? Trời ơi, ơi. Thoải mái mà thoải mái anh à, trời, trời ơi. Trời ơi, khúc đó sai rồi nha. Cười lên. Không không, ý là chị chụp giùm thôi, hai đứa em cười, chị không mới cười đâu. Dạ. Cười kìa dễ thương quá, em giỡn á. Chú mở đi anh. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Vui vẻ, cảm ơn anh chị nha. Dạ, đó thì bây giờ là em sẽ đi từng bàn để tiếp khách nha. Cho nên ai kêu đào thì cứ kêu. Anh em mới kêu mình chụp hình chị. Ai kêu đào? Chụp em chụp hình. Mắc cỡ gì nha, coi clip cũng mắc cỡ. Đến đây cứ dòng tôi cho mắc cỡ. Nè chơi đi. Đầu hành phúc. Chơi gì, chơi lỗ mũi hay chơi gì? Trời ơi, cái miệng quá trời. Chụp hình đi. Sáng chưa, trời buổi tối có hỏi anh ăn sáng chưa. Anh sáng rồi gì, mà sáng ngày hôm qua nhiều người cho tiền. Cảm ơn để không nổi cái hài được. Đấy ok. Mọi người xem live vui vẻ nha. Đó, cảm ơn không đi xa nha. Không chết đâu. Trời ơi, mà gung quá vậy. Tại ơi. Sao chụp với gái không gung, chụp với BD gung quá vậy. Cái mò này vui chơi thử BD đúng không? Chơi hoài à. Chơi hoài, chơi hoài làm liền luôn Phương ơi. Có kinh nghiệm chưa? Đâu chơi BD rồi giờ nói cho anh chơi cái gì? Lắc bầu cua hay là lắc tài xỉu? Gung quá nè, cái tay gung quá nè. Lắc xí ngầu. Làm ba tinh đơn sao gung quá vậy Phương ơi. Ở dưới này. Gì? Ở dưới kìa Phương ơi. Ê. À, quen thượng. Nó nhắc mới nhớ. Nhớ nghề quen thượng. Để đi lâu chưa? Mới hả? Người mới đúng không? Đây là một với em nha. Anh dẫn em đá chiến cút, anh đúc chiến cá đã lắm. Trời ơi. Đó chứ cảm ơn mấy anh nha. Mấy anh đâu dạ. Lợn? Ở Biên Hòa. Biên Hòa hả? Chỗ cưới em luôn. Cái... Em ở Bình Biên Hòa. Ôi, ôi, ôi. Em ở Quà. Ê, trời ơi, cái gì vậy trời? Chỗ thẻ xe Messi Thanh à ha, bấm quẻ nha. Đó, xin chào tất cả các kênh YouTube nha. Thì bên đấy của Thu Phương xin cảm ơn các anh YouTube rất là nhiều luôn. Thời gian qua mình đã quay quán Lan Quế Phường nè, quay cái thiên để được những anh chị em ở gần ở xa đến thương yêu và ủng hộ nha. Cảm ơn kênh của anh Loto LGBT nè, kênh Sức Sống Mới nè, Lâm Ma Van nè, Toàn Vlog nè và Thu Phương Cá Viên Chiên. Thì mong là thời gian tới nó được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Mọi người nhớ ghé quán ủng hộ nha. Nhìn em hoài vậy. Thế anh đó. Thế anh chào cái kinh đi. Anh nói là vợ chồng em. Không, ý là giới thiệu với mọi người luôn á để mình tiến tới nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Nãy giờ anh nói anh chơi BD gọi thầy chơi ai chơi Hương Hương nó hay hơn. Dễ dễ sợ. Nhất bái thiên địa nè. Thàn 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 thàn. Rồi. Thàn 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 thàn. Điều quá vậy.
có học sao điều quá vậy. Rồi xin mời chú rể anh tên gì? Rồi xin mời chú rể Chí bước lên một bước và cô dâu cô đẹp. Ôi, cô dâu đẹp quá, đẹp qua bên chung tên luôn, chung tên luôn. Tên gì? Đen luôn. Tên cũng đen luôn hả? Đen luôn. Trời ơi, cái gì mà vậy giờ? Ủa, sao hỏi sao cô dâu bự hơn chú rể trời? Ai hỏi? Cái gì? Cái đó là mày hỏi đúng không? Em ruột không Hương hỏi. Không qua khán giả đâu mà hỏi mà bự hơn chú rể cô dâu đây, chú rể. Lại trên hỏi sao em? Thôi đi. Rồi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao cấu. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mấy anh ở Biên Hòa rất là dễ thương đến. Em mốt ở dưới có bán gì không? Em xuống dưới em ủng hộ lợ. Không bán gì lắm. Rồi, đó chứ nãy giờ có ai ra chợ giùm anh ra chưa? Ý là ra chưa? Ra chưa? Chưa ra. Chưa ra. Ra đầu ra luôn. Dạ, ra vô em trước, người hai ngồi đi rồi xong rồi. Bỏ luôn. Ờ, cô đang vô chị nè. Ý là vô hai chị em mình đâu có đang lại cho ai đeo hơn ai. Bỏ luôn. Con bé này kỳ ghê á. Dễ thương nè, có bạn gái chưa? Rồi. Cứng luôn. Xưa giờ có quen bạn trai chưa? Cứng, rồi luôn. Xong thử quen bạn trai đi. Thôi, quen nó khó lắm. Sao khó? Thôi. Từ từ nó quen à. Nhiêu tuổi rồi? 17 rồi. 17 xưa nào có mối tình nhỏ dắt dai chưa? Trời ơi. Ôi ôi, 17 tuổi mà biết yêu rồi nha. Đấy, 17 là bẻ gãy sừng trâu nha. Thì có đâu bẻ chị của em. Rồi. Nó không suy nghĩ luôn á má, nó không suy nghĩ luôn á. Tao hỏi lại nha, để chị đi em. Thôi. Thôi. Em ơi, cái khúc này như chị hỏi là tại vì quay YouTube á, em suy nghĩ khoảng 3 phút hay là 3 giây cũng được nha. À, em bẻ chị đi. Thôi. Bẻ chị không? Thôi. Nó vẫn không sợ má ơi. Cái ghế không biết đau nó cũng không sợ. Nó không sợ tôi luôn á má. Nói chưa, cảm ơn mấy anh rất là nhiều nha. Một cảm ơn mấy anh ở Biên Hòa nha, dễ thương quá đó. Biên Hòa mà ghé ăn ủng hộ mà nó mong mỏi không đó. Bây giờ em sẽ đi thêm một tour nữa, em đợi cái cặp này. Cặp này rất là dễ thương, anh trai này rất là hiền luôn. Bây giờ em sẽ đến anh hôn đâu mà em ý là đến hôn anh nó mé luôn à, ý là đang quay à, đúng rồi đó chứ anh chị ở đâu lận? Bên mình cân hả? Có hay xem clip của em với cô chức không? Có, hồi xưa nó bay qua thử lần đầu. Ok chị, thôi cho phép em qua chị. Rồi anh chị qua đây mất khoảng bao nhiêu phút? Tầm 15. 15 phút. Nãy giờ ngồi cũng kiếm mà không thấy. Hôm nay à, tại vì em mới đi show về á. Dạ, với lại hôm nay là bữa nay là giống như là dự một cái đám cưới của hai đứa em của em cũng đồng tính luôn. Dạ đúng rồi, đám cưới hai đứa em ở đại ở nhà cho nên em tranh thủ về để mà chụp hình với lại dâu luôn khách. Bây giờ chị ăn cái viên kia hôm nay chị hát sao nè? Dạ ngon. Nó thiệt nha, góp ý nha. Dạ không, này là nó thiệt ngon mà pha nước cũng ngon. Trời ơi, cảm ơn. Đi ra chỗ khác. Đi. Sạc ớ hơi chua nha. Nó sống với miếng phi tiêu này. Chị nói đó là nãy đồ chua hơi chua. Chua là cái miệng không chua đó. Đồ chua là phải chua rồi. Chụp hình giùm em với em với anh với chị. Anh xã. Cô Phương, nãy anh này nó muốn lên sóng rồi, cô Phương ơi. Ai lên sóng? Nãy anh này nói nè. Ok. Giống bà lớn bà nhỏ quá. Chụp lâu quá vậy. Chụp 80 chụp có 2 tấm mình là muốn xỉu luôn á má ơi. Thôi chứ em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị đã thương yêu em, đã đến đây ủng hộ. Tại vì cũng có coi trên Facebook thì hôm nay nó có thời gian. Chị có hay lướt TikTok hay cái mặt cũ của em không? Mặt khóc mặt cười của em không? Đó thương em lắm, giờ bớt rồi. Cái miệng quá trời vậy trời, ai vậy có quen không vậy? Ba mẹ của đứa bé đâu dựng nó về. Nói chứ cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Ai xin phép thay thay gì giống như là tạo cái điều mà cảm ơn với chị thì em sẽ hôn chồng chị cái nha. Thoải mái luôn trời. Cho đi một đêm luôn đi được. Tới luôn rồi, tới luôn. Thôi em mất. Tới luôn em. Bạn này nữa không? Em bánh bèo. Đấy không? Bánh bèo. Hai ba vô đi khắp thế gian vô. Em muốn đi đâu em cũng chiều anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai. Hello, hai qua vô. Ủa sao giống quá vậy? Tao đưa cái mặt lại gần rồi. Ủa sao giống giống tôi hồi nhỏ quá vậy? Vậy tên gì? Dạ em tên Tính. Trời ơi, hồn tưởng cu trắng chứ. Giống em tôi quá. Đâu cười coi. Khóc.
Cũng vậy vậy ta, cũng vậy luôn á, không có khác gì nó chứ. Ở đâu lận nè? Dạ em ở Gò Vấp. Gò Vấp bao nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23, dạ. Nhiêu ký? Dạ chắc 75. Trời dễ thương quá. Rồi bây giờ đi làm hay sao em? Dạ em sinh viên năm cuối. Rồi có chuẩn bị đi thi hay gì không? Dạ em chuẩn bị ra trường. Trời chuẩn bị ra trường. Giống luôn rồi. Sức khỏe nha. Rồi em giống nhau lắm á. Giống không? Giống luôn mũi kìa. Mấy anh chụp đưa vô này giống qua cho so so nè. Vừa lòng anh. Không, mình đã nói giống chụp giùm em tắm nha chị. Mình chụp cô dâu chú rể là chị em thân thiết. Rồi chủ đề chị em thân thiết. Trời ơi. Trời ơi. Chị nhã anh nâng. Trời ơi. Anh em như thể tay chân. Dạ rồi. Chú rể. À đúng không? Còn như nó mắc cỡ thì sao nó nhắm mắt nó phiêu hay gì vậy? Trời ơi, người ta mắc hí. À trời trời. Nó hí mà nó đâu mở mắt chưa? Dạ mở rồi. Rồi nhắm mắt. Cũng vậy. Cũng vậy. Thôi chứ cảm ơn em nha. Cảm ơn mọi người bạn em nha. Có ai chụp hình thì kêu chị thoải mái nha. Vui vẻ. Ở đây ăn thường xuyên, ngày nào cũng ăn. Cái viên kiên là Tết là bên chị có cho lịch là lập xưởng với lại tấm hình chân dung của chị giả gái. Thôi chứ cảm ơn em nha. Dạ dạ. Okay. Chào mặt không giờ đó. Mua về hả anh? Anh kêu chưa? Đủ được đi một chuyến đi. Anh chú có thấy anh chuyện bị gì Vũ ơi? Ý là đem mua cái gì kia là sẽ được sáng mình. Ba cái đi anh nhận hai lần rồi. Ủa bạn dạy? Ba chỗ em mua nên tưởng anh đi một mình. Làm cái lỗi gì? Lấy lại em ơi. Bánh em được mọi người rồi. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đến Vũ Đô Phương xin thay mặt quán Lan Quế Phường cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô bác nè, anh chị em mình ở gần ở xa, thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ và đã xem các anh chị đã xem trên kênh của Sức Sống Mới nè, kênh Thu Phương Cá Viên Chiên, kênh Toàn Vlog và kênh của Loto LGBT và ủng hộ em rất là nhiều. Thì hôm nay là chủ nhật cuối tuần, được sự ủng hộ của tất cả anh chị em rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Ai chúc cho cả nhà. Ủa mày hiểu từ xa chứ còn ngơ tao để gì mà mày xích vô là sao vậy? Ủa alo. Ủa Toàn ơi, mình còn thân á nha Toàn. Toàn ơi. Alo. Em ruột mà. Ý là mình còn thân á. Đó, rất là dễ thương nha mọi người nha. Cảm ơn cô chị anh chú luôn luôn yêu và ủng hộ. Và bây giờ là em lại ra mấy chị gái của em. Hello chị yêu. Lại lâu như vậy. Rồi cô chất đau. Về sớm bởi đây, bởi vì bây giờ sớm hoài, mấy mốt mọi người đừng có mua vé số của bà, cho bà ở đây tới 12 giờ đêm luôn đi. Có vé số là bỏ con giữa chợ lần nào cũng vậy đó. Ở đây là mấy chiều rất là dễ thương luôn. Bữa mấy chị này cặn đầu cho dì Trích nè, áo quần. Chị biết, tôi biết mà. Nè chị nè, rất là dễ thương luôn. Mấy chị này cũng đi làm từ thiện gì. Dạ. Tại vì sắp tới chắc em cũng phải làm chuyến đúng không? Đi đâu? Đi vòng vòng phát cho những người khó khăn. Dạ, em tính mua bánh mì hay bánh bao gì đúng rồi. Hay là cơm hay sao đó. Nấu ở đâu làm? Dạ làm là thường thường là em đặt. Em đặt hoặc là em tới chỗ em mua mấy chục phần. Hay là giống như là kêu mấy người trong nhóm em á. Rồi giờ ai cho được nhiêu cho. Tại vì em mất chỗ kêu gọi quyên góp lắm. Sao đâu, mấy chị lên tiếng rồi. Chứ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn chị đã thương yêu cô Chất và tặng quà cho cô Chất nè. Mọi ngày nào cũng dành ít thời gian để mà ra đây rồi ủng hộ em là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai rồi đợi em về nè, rồi chụp hình giao lưu với em. Đúng rồi, quá trời chị dắt Đà Nẵng quyên bán bán bạo à. Dạ đúng rồi, thì bây giờ là giống như là em hay đi show. Dạ. Thì đó em hay đi show. Bả chơi. Dạ đúng rồi, em hay chụp bả lắm. Cho đồ cho dép bả mừng đó. Dạ. Chỉ có cái miệng của bả hơi quá lố quá, nhiều khách nhìn người ta không biết, tao không thích. Thật sự thì mọi người coi trên kênh á, mọi người nhớ giống như là thương yêu đi. Tại vì hiếm có khi nào mà người đàn bà mà 60 mấy tuổi mà còn giỡn được như cô Chức đâu. Tại vì người cô Chức bệnh rất là nhiều luôn, cho nên giống như là bà nói gì bà không có nghĩ gì đâu, bà cứ vui cho qua ngày vậy đó. Để mà nói đại để mọi người cười. Đúng rồi, để đừng có suy nghĩ mà giống như chuyện bệnh tình, bà bệnh nhiều lắm. Đó thì cảm ơn mọi người, thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ cái số cô Chức. Thì cảm ơn mọi người nha và cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Chúc cho mấy chị ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng phát tài phát lộc nha mấy chị nha. Chị cũng chúc em cũng rất là trẻ đẹp ha. Dạ cảm ơn chị. Chúc show à. Đúng rồi. Thôi show ít chút đi, show nhiều quá bỏ mấy chén. Bây giờ anh hạn chế show lại đúng rồi. Show ít lại. Dạ, show ít lại không có show nhiều. Tao é được chứ.
Mấy chị cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Bỏ mấy chị à, sao tính anh lại gặp bà mới chết. Chúc mừng với mấy chị đi Phương. Giờ đi show thì đi show, nhưng mà em dành thời gian cho khách với mọi người, giống như là xong show là em tranh thủ em về sớm để mà giao lưu. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, em biết mà. Có những anh chị ở rất là xa luôn, nhưng mà vẫn yêu thương và đến buổi đưa Phương cũng đợi em về luôn á mọi người. Thật sự em rất là quý, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và mong cho thời gian sắp tới nữa, giống như là ngày mai thứ hai nè, mong là mọi người coi clip cho mọi người ngủ qua bạn bè, anh chị em, cô dì chú bác mình ở gần cũng như ở xa đó. Mình đến quán 258, mình là thương yêu, mình ủng hộ cái Duyên Thiên nha. Ngày mai ra gặp rồi à, mấy chị em, mấy anh em mình giao lưu vài tấm hình, đồ trò chuyện cuối tuần gặp nhau cuối ngày đó. Đó chương trình là HTV7 không chiếu, HTV9 không chiếu, chỉ có HTV BD mới chiếu nha. Ôi trời, ok, cảm ơn chị, dễ thương quá. Đó, em tính là giao lưu với chị này kia nè. Mấy chị ở đâu lộn? 41 hả? Dạ đúng rồi. Em chưa biết nữa. Dạ. Thì đó em để coi sao. Mày đi quen khách gì? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cố gắng ở đây. Thì đó có gì em sẽ quay YouTube với lại sẽ thông báo với mọi người. Hello, how are you? Hi, hi, hi. Hello, honey. My tên phải sĩ sân và mà nó có sĩ sân chủ xe mẹ ta thủ ta na. Quỷ sĩ sân mày có xe xe ha. Đó, có nghĩa là em nói vậy em không hiểu. Có nghĩa là em nói là em gửi lời chào đến mấy chị xinh đẹp. Nghe được tôi chết luôn. Dạ, em không hiểu đó mà ai hiểu. Nói chứ cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. À, nói đó mỏi luôn á mọi người ơi, 2-3 ngày là mấy chị nhớ là mấy chị ra, 2-3 ngày là mấy chị ra, mà ra lúc nào cũng mang dép nè, rồi mang quần áo cho cô chức nè, còn mang quà nè, nói chung là thương lắm. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc cho mấy chị lúc nào cũng sức khỏe, lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ đó. Em với lại cô chức cũng là cho chị nhìn cái nếp ăn. Dạ đúng rồi, thì em lúc nào cũng lấy ra coi. Dạ, em lúc nào cũng mang muốn cho mọi người, những người xung quanh có tiếng cười nè, vui vẻ nè, đó. Ủa là quay phim ấy. Trời ơi, em tưởng là chị yêu của tôi chụp tôi tạo dáng quá trời, tôi chung bỏ tôi. Chú Cà Mo. Ok vậy. Chú Cà Mo. Cái kia của chị đây. Chị bấm vô chụp hình đó. Dạ. Chụp hình đó, chụp hình đâu. Đó, mong là mọi người thương yêu, mọi người ghé quán, mọi người ủng hộ cho mọi người nha. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá thác đùm lá thúi đùm lá chuối đùm bé bà bịt. Ủa, tính nói gì nữa? Không có nói gì. Sống được vậy chị? Chưa vậy? Hay là cái lỗ mũi của em bự quá, nó chèn màn hình ta? Ơ? Hình như đó chị phải mua app. Không mà, chụp thường cũng được á chị. Đúng rồi, vô ngôi nhà. Nếu mà Quân đẹp á, chụp thường nó cũng đẹp. Rồi kêu Quang bấm giùm mà Quang, bấm giùm chị đi Quang. Chụp giùm chị đi. Chụp giùm đi, không thấy mặt chị kìa. Đưa cho anh này, anh chụp đi chị. Rồi mấy người vô đây với chị luôn nè mấy em ơi. Dạ đúng rồi, hôm nay chủ nhật cuối tuần mới được mấy chị ủng hộ. Để đứng á em, để đứng. Dạ, dạ. Rồi lẹ đi cu đen ơi. Cu đen trời ơi. Lâu vậy sao lâu luôn, chụp cái tắm tắm ở nhà đúng không? Dạ cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đó bây giờ là kết thúc clip, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đế Vũ Thu Phương xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và rảnh rỗi. Mọi người nhớ ghé vào kênh YouTube của anh Sức Sống Mới nè, kênh của Toàn Vlog nè, kênh của Lâm Ma Van nè, kênh của Con Cái Vũ Chi, kênh của Lôi Mới LGBT đi. Cái gì vậy? Ây da, ôi trời ơi. Đó mọi người, và bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Mong mọi người thương yêu và mọi người nhớ coi vui vẻ, mọi người nhớ like và subscribe đăng ký kênh để giúp cho các anh YouTube có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà ủng hộ mọi người nha. Bye bye, chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Vô nè, kết thúc clip nè chị, đưa tim lên chị. Mấy chị này là fan cuồng của YouTube luôn á nha. Mỗi ngày nào cũng mở coi luôn. Cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Bye bye mọi người.